Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Và thưa quý vị thính giả, Mai Hương rất vui khi được chào đón quý thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng. Quý vị thân mến, phần lớn trẻ em Việt Nam mới sinh đều có chiều dài tương đương với trẻ em sinh ra tại các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng từ 3 tuổi trở lên, khoảng cách chiều cao của trẻ em Việt Nam cách biệt dần và dần bị trẻ em thế giới bỏ xa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì các tiêu chí trong cuộc sống để giúp phát triển chiều cao tối ưu ở hầu hết các vùng miền vẫn chưa đạt được kết quả, như là đảm bảo đủ dinh dưỡng, không thiếu ăn, không thiếu vi chất, môi trường sống trong sạch, không nhiễm khuẩn, bụi, hóa chất, v.v. Vì thế mà nắm được các giai đoạn tăng trưởng chiều cao của trẻ cùng với các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao, đặc biệt là dinh dưỡng hợp lý, giúp cho các bậc phụ huynh có những biện pháp can thiệp kịp thời, giúp trẻ đạt được chiều cao tối ưu. Và để có được những thông tin hữu ích này thì xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay cùng với phần tham gia tư vấn của khách mời Thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi đến từ Bệnh viện Sanh Pôn. Xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã nhận lời mời tham gia chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng ngày hôm nay ạ. Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng ạ, xin được cảm ơn Thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa và xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vitin giúp trẻ cao lớn, thông minh, tăng chiều cao của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn. Vâng, thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay trong chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng với chủ đề là nguyên nhân khiến trẻ ở độ tuổi dậy thì thiếu chiều cao, và như đã giới thiệu thì đồng hành cùng chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng ngày hôm nay là Thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi đến từ Bệnh viện Sanh Pôn. Và ngay từ phần đầu chương trình thì Mai Hương cũng sẽ có phần trao đổi với Thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa về cái chủ đề của ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên Mai Hương muốn gửi tới bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đó là: thưa bác sĩ, xu thế hiện nay của thế hệ trẻ là mong muốn có được một cái chiều cao đạt chuẩn. Vậy thì xin bác sĩ là cho biết là khi sở hữu một cái chiều cao đạt chuẩn thì các bạn trẻ sẽ có được cái lợi thế như thế nào? Đã. Xin cảm ơn câu hỏi của Mai Hương. Thì ai cũng muốn có được một cái chiều cao lý tưởng. Có câu là nhất dáng nhì ra, thứ ba mới đến gương mặt. Thế thì cái dáng vóc của con người rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta có được một cái chiều cao lý tưởng thì cũng cho thấy rằng là các em bé được chăm sóc tốt trong cái quá khứ, tức là cái lúc mà em bé còn trong bụng mẹ cũng như em bé còn nhỏ được chăm sóc tốt thì đến thời kỳ trưởng thành em bé sẽ có được cái chiều cao lý tưởng. Và khi có được cái chiều cao lý tưởng như vậy thì nó sẽ giúp cho em bé có được một cái vóc dáng cân đối này, một cái chiều cao chuẩn, một ngoại hình đẹp, thì sẽ giúp cho trẻ tự tin hơn trong cuộc sống và cũng có nhiều cái cơ hội thành công hơn. Chưa kể nói đến là khi có được cái chiều cao chuẩn thì nó sẽ rất tốt cho sức khỏe, vì chúng ta biết rằng là khung xương có vai trò nâng đỡ các cơ quan ở trong cơ thể. Khi mà trẻ có được cái bộ xương chắc khỏe, có được khối lượng xương đạt đỉnh tối đa, nó giúp cho em bé vận động được dẻo dai này, tham gia được nhiều các cái môn thể thao và hạn chế tối đa những tác động bất lợi từ cái môi trường bên ngoài lên các cơ quan trong cơ thể, và hạn chế chấn thương khi mà em bé vận động, giúp trẻ luôn khỏe mạnh, rồi giúp trẻ tránh mắc các bệnh lý về xương khớp như là viêm khớp, rồi viêm đa khớp này, rồi viêm xương này, rồi về già thì không bị đau nhức xương, không bị loãng xương, và nó góp phần phòng chống các cái bệnh tật của người già và giúp tăng cường tuổi thọ. Như vậy khi mà chúng ta có được một cái chiều cao chuẩn lý tưởng theo cái chuẩn quốc tế thì chúng ta cũng sẽ có được rất nhiều thứ có lợi ở trong cuộc sống. Vâng ạ, như vậy là với một cái chiều cao mà được coi là đạt chuẩn thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lợi thế rồi. Mà Hương hỏi bác sĩ như vậy thôi để bác sĩ có thể là nói về những cái lợi thế, những cái ích lợi mà từ cái việc chiều cao của một người đạt được. Như là trong cuộc sống thì người cao bao giờ cũng sẽ ví dụ đi xem một chương trình gì đấy ở đông người thì cũng sẽ nhìn thấy được nhiều thứ hơn, bao quát được nhiều hơn này, và kể cả là những việc hàng ngày như là lấy đồ hay là gì đó thì cũng đều là có chiều cao thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, cả mặc quần áo nó cũng sẽ đẹp hơn, dáng thì sẽ thanh thoát hơn, đúng không ạ? Và vậy thì trong cái quá trình phát triển chiều cao của trẻ thì xin bác sĩ Đinh Ngọc Hoa cho biết là nó sẽ diễn ra như thế nào và cái giai đoạn nào là cái thời điểm phát triển chiều cao trọng điểm ở trẻ ạ? Chúng ta biết rõ là cái chiều cao của con người chúng ta diễn ra trong suốt quá trình phát triển của cơ thể, từ khi mà em bé bắt đầu hình thành ở trong bụng mẹ cho đến tận lúc mà em bé đến tuổi trưởng thành. Tức là cái chiều cao thì nó được quyết định bởi chính cái bộ xương của cơ thể chúng ta. Và trong cơ thể thì hệ xương cũng được hình thành từ rất sớm, ngay từ cái tháng từ cuối tháng thứ nhất, tức là vào cái khoảng tuần thứ 5.
của quá trình của bào thai, và sau khi ra đời thì cái chiều cao của con người vẫn liên tục phát triển thông qua quá trình cốt hóa xương cùng với sự hoàn thiện của các cái chức năng, các cái cơ quan ở trong cơ thể cho tới lúc mà chúng ta trưởng thành ở nữ là 25 tuổi và nam là 30 tuổi. Thì sau những cái tuổi này thì cái chiều cao của chúng ta là không tăng lên nữa và cái quá trình loãng xương bắt đầu xảy ra. Thế và cái trong cái quá trình đó thì có những giai đoạn mà chiều cao của các em bé phát triển rất là mạnh. Đấy, người ta gọi là những cái giai đoạn vàng. Ở vào những giai đoạn này thì cái chiều cao của em bé tăng lên rất nhanh, và nếu như chúng ta mà không chú ý bổ sung dinh dưỡng hoặc chúng ta không chú ý chăm sóc em bé thì qua những giai đoạn này nó sẽ bị mất đi những cơ hội, với em bé sẽ dễ bị còi cọc khi em bé đến cái tuổi trưởng thành. Cái ba giai đoạn đó là ba cái tháng cuối của thai kỳ, tức là trong cái ba cái quá trình em mẹ mang thai ấy, thì cái ba tháng cuối là cái ba tháng mà cái lúc này cân nặng cũng như chiều cao của em bé tăng lên rất là nhanh, và em bé có thể mỗi tháng em bé có thể tăng lên 1 cân và cao lên 10 cm. Và đến giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà sau khi sinh cho đến 4 tuổi, đặc biệt là cái năm đầu đời, thì cái chiều cao của em bé tăng vọt. Tức là trong quá trình của con người thì không có cái giai đoạn nào mà tăng nhanh cân nặng cũng như chiều cao như là 12 tháng đầu. Được. Tức là sau 12 tháng thì cân nặng trung bình tăng lên gấp 3 lần và chiều cao tăng lên gấp 1,5 lần. Cho nên cái giai đoạn này rất là quan trọng. Và đặc biệt là giai đoạn này thì các em bé đã có hệ thống miễn dịch nó lại chưa được hoàn chỉnh, cho nên em bé rất dễ bị ốm đau. Nếu như chúng ta không chú ý chăm sóc em bé thì qua cái giai đoạn này em bé cũng rất dễ lớn lên, rất dễ bị còi cọc. Và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà tiền dậy thì, tức là nữ vào khoảng từ 8 đến 10 tuổi và nam từ 10 đến 12 tuổi. Ở cái giai đoạn này thì hệ xương cũng như hệ cơ phát triển rất là mạnh. Em bé chiều cao tăng rất nhanh và cân nặng cũng tăng nhanh. Và đây là cái giai đoạn cuối cùng của cái phát triển chiều cao. Như vậy thì trong cái cuộc đời con người thì có ba cái giai đoạn đó, người ta gọi là ba giai đoạn vàng. Và nếu chúng ta bỏ lỡ mất một cái giai đoạn nào thì nó đều để lại cái hậu quả mà không tốt. Khi mà em bé trưởng thành, em bé dễ bị còi cọc và chiều cao không đạt chuẩn thì em bé cũng sẽ dễ dẫn đến là đến lúc trưởng thành là sẽ bị còi cọc và sẽ đưa đến nhiều những cái hậu quả không tốt, chứ không nói là cái việc mà chúng ta có tự tin hay tự tin không trong cuộc sống hay không. Thế và ở trong cái giai đoạn đấy, trong giai đoạn đấy thì cái giai đoạn tiền dậy thì là cái giai đoạn quan trọng nhất, vì đây nó là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như chúng ta bỏ lỡ mất cơ hội này thì chúng ta cũng không còn cơ hội nào để giúp cho em bé phát triển chiều cao nữa. Cho nên là chúng ta rất chú ý là để em bé có được cái chiều cao tốt ở tuổi trưởng thành thì các em bé cần phải được chăm sóc tốt ngay từ ở trong bụng mẹ và trong suốt quá trình em bé ra đời. Dạ vâng. Theo như chia sẻ của thạc sĩ Đinh Ngọc Khoa thì ba cái giai đoạn vàng để trong phát triển chiều cao tối ưu ở trẻ đó là 3 tháng cuối của thai kỳ, sau sinh đến 4 tuổi và giai đoạn tiền dậy thì, nó là cái giai đoạn phát triển chiều cao vượt trội cuối cùng của bé, đúng không ạ? Vậy thì xin bác sĩ cho biết là ở cái giai đoạn dậy thì, tiền dậy thì và dậy thì đó thì tốc độ phát triển chiều cao của trẻ nó cụ thể nó như thế nào? Chúng ta biết rằng là cái dậy thì là một cái giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người, vì nó đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển và trưởng thành của cơ thể. Nó đưa con người, các em bé từ cái giai đoạn thiếu niên chuyển thành người trưởng thành và có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống. Thì ở tuổi dậy thì ở các cái trẻ nữ là từ 10 cho đến 12 tuổi và trẻ nam là từ 12 cho đến 14 tuổi. Và cái mốc đánh dấu tuổi dậy thì là ra cái nguyệt lần đầu ở em bé gái và xuất tinh ở hay là mộng tinh ở em bé trai. Yeah. Trong cái giai đoạn này thì cơ thể có sự thay đổi lớn kể cả về thể chất cũng như tâm sinh lý, và đánh dấu sự trưởng thành của cơ thể về cả mọi mặt. Trẻ gái thì cao nhanh hơn, nền mông phát triển, ngực to ra, tạo nên các đường cong cơ thể, rồi mọc lông nách, lông môi, rồi ngay cả giọng nói của em bé cũng thay đổi, và nó đánh dấu mức cái mốc đánh dấu của cái dậy thì đấy chính là cái chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Ở trẻ trai thì cơ thể trở em bé cũng vạm vỡ hơn, nền xương phát triển và em bé lớn cũng rất nhanh, rồi cũng phát triển các cái bộ phận sinh dục cũng phát triển rất là nhanh, và giọng nói thì cũng thay đổi từ giọng trong trẻo sang trở nên giọng ồm. Và cái đánh dấu mốc đánh dấu cũng là cái lần xuất tinh đầu tiên, thì đấy chính là cái mốc đánh dấu của em bé là bắt đầu dậy thì. Dạ vâng. Thế và trong cái quá trình này thì em bé cũng
phát triển chiều cao rất là mạnh, có trung bình là từ 7 cho đến 8 cm ở trong một năm, thậm chí có những bạn thì cao từ 15 cho đến 20 cm trong một năm. Thế nên chúng ta phải rất chú ý ở giai đoạn này, vì cái giai đoạn này là cũng là cái giai đoạn mà các em bé phải học hành rất là nhiều, rồi phải học thêm, học tại lớp, học thêm tại nhà, rồi học thêm tại trường, cho nên là nó nhiều khi là cái chế độ ăn nó lại không đảm bảo, và ăn uống thất thường, ngủ cũng thất thường. Cho nên là nếu như chúng ta không để ý, không quan tâm thì nó vượt qua giai đoạn này thì em bé sẽ dễ bị thấp còi khi em bé đến tuổi trưởng thành. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của Thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa về những cái sự tốc độ phát triển chiều cao của trẻ trong cái giai đoạn quan trọng của trẻ như thế. Vậy thì những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái sự phát triển chiều cao của trẻ ở tuổi dậy thì ạ? Bởi vì như Mai Hương được biết thì ví dụ như những cái nho nhỏ như là thức khuya dậy muộn hay là ăn uống không đủ chất thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự phát triển chiều cao của trẻ, đúng không ạ? À đúng như vậy. Chúng ta biết rất rõ rằng là thì cơ thể chúng ta muốn được phát triển thì 100% cái năng lượng dành cho sự phát triển cơ thể nó phải được thông qua cái con đường hệ tiêu hóa, tức là thông qua con đường thức ăn mà chúng ta ăn vào. Được. Nếu chúng ta không ăn thì chúng ta không thể nào mà phát triển được, mà cơ thể chúng ta không có đủ năng lượng để dành cho hoạt động cho cơ thể. Thế thì cái tất cả những cái kể cả muốn phát triển chiều cao nhiều chăng nữa thì cũng phải chế độ ăn vẫn là quan trọng nhất, và dinh dưỡng vẫn là thành phần quan trọng nhất. Có nhiều người nói rằng là bố mẹ cao thì con sẽ cao, bố mẹ thấp thì con thấp, nhưng mà thực tế cho thấy rằng là cái chiều cao của các em bé được cải thiện so với 20 năm trước rất là nhiều. Điều đó chứng tỏ rằng là chế độ dinh dưỡng của chúng ta cũng đã được cải thiện cũng rất là tốt. Thế và cái dinh dưỡng thì nó chiếm tới 31% trong cái quá trình phát triển chiều cao của em bé, và ở đặc biệt ở cái giai đoạn tiền dậy thì lúc này cái khẩu phần ăn thì nó cũng rất là quan trọng đối với sự phát triển của cơ thể. Các cái chất dinh dưỡng để giúp cho em bé phát triển thì ngoài cái canxi là cái dưỡng chất chính giúp cho hệ xương phát triển, thì chúng ta phải rất chú ý là cái protein rất là quan trọng, vì là nó giúp cho cái sự phát triển của cơ. Mà khi em bé đến tuổi tiền dậy thì em bé không những cao nhanh mà em bé còn tăng cả khối lượng cơ, tức là tăng cả về chiều cao cũng như là cái cân nặng. Và cái nhu cầu protein ở trẻ trong giai đoạn này thì cao hơn ở người lớn do cái cơ bắp phát triển rất là nhanh. Thế và chất béo cũng là rất quan trọng, vì cái chất béo nó là nguồn cung cấp năng lượng và nó giúp hấp thu các cái vitamin mà nó tan ở trong dầu. Và trong đó thì canxi chúng ta biết vẫn là cái dưỡng chất quan trọng nhất cho cái sự phát triển chiều cao của cơ thể. Thế mà ở cái giai đoạn tiền dậy thì như thế này thì cái nhu cầu canxi của em bé là khoảng 1.200mg trong một ngày. Thế và chúng ta đặc biệt chúng ta nên chú ý là ưu tiên cái nhóm thực phẩm mà chứa nhiều canxi là cái tôm cua cá. Thế tôm cua cá có nhiều canxi và đồng thời cái hàm lượng đạm của nó cũng cao, cho nên chúng ta rất chú ý là đến giai đoạn này thì chúng ta vẫn phải cho em bé ăn đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, nhưng mà chúng ta ưu tiên những nhóm thực phẩm mà nó có chứa nhiều cái canxi. Và đặc biệt là thể thao cũng rất là quan trọng giúp cho cái sự phát triển chiều cao. Ở cái tuổi mà tiền dậy thì và dậy thì em bé có thể chơi hầu hết các cái môn thể thao, ví dụ như là bơi lội này, rồi xà đơn này, rồi bóng rổ này, rồi cầu lông vân vân. Thì tất cả những môn thể thao mà có cái tác dụng kéo giãn thì đều là giúp tăng chiều cao. Ngoài ra thì cái giấc ngủ cũng rất là quan trọng. Một cái môi trường sống trong lành và em bé được ngủ đủ giờ thì cũng sẽ phát triển chiều cao tốt, vì chúng ta biết rằng là cái hormone để giúp cho phát triển cái chiều cao thì nó lại chủ yếu tiết ra vào ban đêm khi mà chúng ta đã ngủ say. Thế thì nếu như em bé mà học nhiều quá, thức khuya quá thì em bé cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tiết hormone và nó cũng sẽ làm cho em bé cái chiều cao của em bé nó cũng sẽ chậm hơn. Nên chúng ta phải rất chú ý là chúng ta nên tôn trọng giấc ngủ sinh lý của các em nhỏ. Ở cái giai đoạn mà tiền dậy thì như thế này thì khi mà em bé trên 8 tuổi thì em bé sẽ ngủ 8 tiếng trong một ngày, nên chúng ta phải rất chú ý. Như vậy nếu như em bé mà có nhiều bài quá cũng không nên để em bé thức khuya quá, mà nên cho em bé ngủ đúng giờ và sáng có thể dậy sớm hơn để học bài vào buổi sáng bù lại. Và cái việc mà chúng ta để cho em bé thức quá khuya, ngủ dậy muộn, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến giảm tiết hormone tăng trưởng của em bé, sẽ chậm phát triển chiều cao. Dạ vâng ạ. Như vậy là có rất là nhiều những cái yếu tố mà có tác động đến sự phát triển chiều cao của trẻ. Trong đó thì có phải kể đến như là ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, vận động rồi thì quan trọng nữa là giấc ngủ.
Và đặc biệt là cũng xin nói thêm một chút về cái vấn đề ăn uống đi ạ, vấn đề dinh dưỡng cho trẻ khi mà ở chiều cao của tuổi dậy tiền dậy thì và dậy thì. Thì việc cho, như bác sĩ thạc sĩ Đinh Ngọc Khoa có chia sẻ là canxi, protein và chất béo nó có ảnh hưởng rất là nhiều trong cái khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày. Thế nhưng mà nói canxi thì có thể là mọi người cũng biết nhiều hơn. Thế nhưng mà về protein thì thường là, Mai Trương xin hỏi thêm bác sĩ là nó ở trong những cái thực phẩm nào dễ thấy để cho mọi người có thể là biết để mà bổ sung trong khẩu phần ăn của trẻ được không ạ? Chúng ta biết rõ rằng là chất đạm thì có chủ yếu ở trong động vật, thịt, các loại thịt này, rồi cá, thịt cá, rồi tôm, cua, thì cũng cái hàm lượng ở trong cái cua thì nó có ít protein hơn, nhưng mà ở trong cái hàm lượng trong thịt thì cũng có rất nhiều cái protein. Thì chúng ta có thể cho em bé ăn, nhưng mà cũng thực tế là cái tuổi dậy thì này thì phát triển nhanh cả về chiều cao cũng như cân nặng. Vâng. Nhưng mà chúng ta cũng phải để ý kiểm soát chế độ ăn cho em bé, chứ không có rất nhiều em bé đã trở thành béo phì. Khi mà em bé đến tuổi dậy thì tôi đã ăn rất nhiều. Vâng. Và nhiều khi bố mẹ rất thương con, thấy em bé ăn được như thế, em bé học hành nhiều, thấy nhiều khi cứ để cho em bé ăn thoải mái. Vâng. Ăn thoải mái nhiều khi cân nặng tăng nhanh quá cũng không tốt, nên chúng ta phải làm sao mà kiểm soát cái chế độ ăn cho bé một cái hợp lý, tức là vừa cân đối các thành phần đạm này, rồi chất bột đường này, rồi chất béo này, rồi vitamin một cách cân đối thì sẽ giúp em bé phát triển chiều cao cân đối theo cái chuẩn quốc tế. Vâng, chứ không phải là các ông bố bà mẹ thì thường thấy con đói thường là con sẽ đói đúng không ạ, nên là cứ cho nó ăn thôi. Vâng. Và không biết là cái nguy cơ liên quan đến béo phì, và béo phì dễ đến những cái bệnh tật bệnh khác. Và một điều nữa mà thạc sĩ Đinh Ngọc Khoa có chia sẻ với quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, đó là liên quan đến sự phát triển chiều cao của trẻ thì nó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái sự phát triển cả một cuộc đời, bởi vì là cái giai đoạn này là cái giai đoạn phát triển tăng trưởng nhất về vấn đề chiều cao, và thêm nữa là cái vấn đề tập luyện rồi thì thể dục thể thao. Thế nhưng mà thường thì ở cái tuổi này nó gọi là cái tuổi dậy thì, là tuổi nổi loạn đấy, thì thường là thích chơi game rồi thì hoặc là học nhiều nhưng mà lại không có chú ý đến việc là tập luyện thể dục thể thao. Ai bé nào mà chăm học là cứ ngồi lì ở trong phòng học từ giờ này qua giờ khác, rồi ăn những cái món ăn ăn vặt, những cái đồ ngọt rất là nhiều, đồ chất béo nữa. Thế thì làm thế nào để mà cải thiện tình trạng này, cũng như là có thể bác sĩ cho lời khuyên dành cho những ông bố bà mẹ đang có con ở trong tuổi dậy thì hoặc tiền dậy thì này được không ạ? Chúng ta biết rất rõ là cái thể thao thì nó rất là quan trọng trong cuộc sống của con người, kể cả khi chúng ta đã về già, thì cái thể thao phù hợp không những phòng chống, giúp chúng ta phòng chống loãng xương mà còn giúp phòng chống rất nhiều các bệnh lý như là tiểu đường, huyết áp. Và đặc biệt là trong xã hội hiện đại ngày nay, khi mà có rất nhiều dụng cụ để thay thế con người thì chúng ta rất lười vận động. Được. Không những là người lớn lười vận động, trẻ em cũng lười vận động. Thế thì chúng ta khi mà trẻ em đi học thì ngày xưa thì tôi nhớ còn nhỏ tôi toàn phải đi bộ này, rồi xong mãi đến đại học thì mẹ mới mua cho một cái xe đạp để đạp, và hầu hết là toàn đi bộ là chính. Thế nhưng mà bây giờ thì các em nhỏ hầu như là cũng rất ít khi đi xe đạp. Vâng. Tức là khi mà bé nhỏ thì mẫu giáo thì bố mẹ đèo là không nói gì rồi. Đến khi mà bé đến cái tuổi mà lớn hơn một chút, tức là qua 10 tuổi đã có thể đi được xe đạp rồi, thì cũng vẫn được bố mẹ đèo. Bố mẹ đưa đi học rồi, thậm chí là đến đại học rồi. Nhiều bạn có như học thêm như tất cả đều là bố mẹ đèo, bố mẹ đưa đi hết. Thế thì cái việc mà em bé nó hạn chế vận động như thế, nó làm hạn chế cái việc vận động của em bé. Thế rồi là về nhà thì nhiều khi lại cái sự phát triển như vũ bão của cái internet. Và các em bé, tôi thấy có những em bé học cấp 1 đã thấy là sử dụng, mà kể cả những em bé còn nhỏ mấy tuổi đã thấy sử dụng internet rất là giỏi. Cầm điện thoại của mẹ coi như là chơi cả giờ không chán. Thế thì cái việc mà phát triển mạnh như vậy, nó sẽ dẫn đến là con người chúng ta là lười vận động, rồi ngồi một chỗ thì chơi game, rồi xem mạng vân vân. Và như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái sự phát triển chiều cao của con người. Bởi chúng ta phải rất chú ý là nhắc nhở các em bé, tức là trong một ngày làm sao cho các bạn vận động tối thiểu là từ 30 phút cho đến 1 tiếng ở ngoài trời mỗi ngày. Thế và cũng nên để cho trẻ chọn những môn thể thao mà em bé yêu thích, chứ chúng ta không nên bắt ép trẻ là phải chơi món này để cho phát triển chiều cao hay phải chơi món kia. Vì khi chúng ta yêu thích một cái gì đấy, chúng ta sẽ làm nó một cách nghiêm túc và chúng ta nó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn là chúng ta bị bắt ép. Nên chúng ta rất chú ý là cái thể thao nó cũng phải kết hợp với vui chơi và giải trí một cách hài hòa thì nó mới tốt cho sức khỏe của em bé.
Dạ vâng, thế nên là về cái vấn đề này thì ông bố bà mẹ nào có con đang ở trong cái giai đoạn là những em nhỏ ở trong cái độ tuổi này, độ tuổi tin dậy thì và dậy thì nên là nhắc nhở con em mình vừa mới kết hợp với chế độ học hành tập luyện rồi thì sinh hoạt vui chơi giải trí nó phải hài hòa với nhau, thì như thế thì cái chiều cao nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái chiều cao của trẻ. Và bên cạnh là cái việc là vừa nãy chúng ta nói với nhau là có rất là nhiều những trẻ em ngồi học trong nhà, ngồi lì trong nhà, không có chịu vận động gì hết, thì cũng có rất là nhiều những em gái, em nữ nhỏ tuổi nhưng mà vì cái sự phát triển của Internet ấy ạ, nên là đã bắt chước người lớn, là học đòi ăn kiêng này, giảm cân này, làm sao để cho có cái vóc dáng như là người mẫu chẳng hạn. Rất là nhiều những em gái nữ đã có cái ý nghĩ như thế. Vậy thì không ăn uống đủ chất, không hoặc là cái sợ mập và ăn kiêng như thế thì nó chắc chắn là nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển chiều cao của trẻ, đúng không ạ? À đúng như vậy. Một cái câu hỏi rất là hay, bởi vì rằng là chúng ta biết là bây giờ tôi thấy là thực tế là có rất nhiều những em bé là rất ý thức về cân nặng chứ không phải đợi bố mẹ đâu. Đấy. Các em bé không ăn, nhất định không ăn. Bởi tại sao không ăn thì đến nhiều khi đến khám bệnh là có những em bé là rất là gầy. Thế mà tại sao không ăn thì em bé tâm sự rất là thật mà cháu sợ béo. Đấy. Cháu sợ béo, cháu sợ tăng cân, sợ béo phì, cái đấy cũng là tốt. Thế nhưng mà chúng ta phải kiểm soát cân nặng làm sao đạt chuẩn, tức là không nên để gầy quá nhưng cũng không nên là béo quá. Thì có rất nhiều những em bé cứ ăn kiêng, nó không chịu ăn và nó sợ là nó béo, nó tăng cân, nó không chịu ăn. Muốn là em bé tuy là nhỏ nhưng mà đặc biệt là cái em bé gái là rất có ý thức về cái vóc dáng đẹp này, về một gương mặt xinh này, thì chính vì có ý thức như vậy cho nên các em bé rất để ý đến cái chuyện ăn uống của mình chứ không đợi là bố mẹ quan tâm đâu. Đúng rồi. Thế và nhiều khi các bạn chẳng ăn gì cả và các bạn sợ là ăn là sẽ lên cân, các bạn không ăn. Thế thì cái việc mà ăn kiêng như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cả thể chất cũng như là chiều cao. Vì chúng ta biết rõ là 100% cái năng lượng cần cho nhu cầu hoạt động sống đều được cung cấp thông qua con đường thức ăn. Mà khi mà em bé đến tuổi dậy thì cơ thể em bé phát triển rất là nhanh, cả về chiều cao cũng như là cân nặng. Thế mà với cái nhu cầu cao như vậy mà chúng ta lại cung cấp nó lại không đạt, thì nó cũng sẽ khiến cho cái cơ thể của em bé nó không phát triển đầy đủ và em bé cũng sẽ chậm cao hơn và cân nặng nó không đạt, thì cũng có ảnh hưởng đến cả quá trình học tập nữa, thì em bé sẽ mệt mỏi này, rồi học hành nó cũng sẽ chểnh mảng, nó cũng sẽ không được như là mong muốn, vì khi cơ thể nó thiếu vi chất như vậy thì nó sẽ làm cho cái sức khỏe của chúng ta nó không được tốt, nên chúng ta phải rất chú ý để ý. Có nhiều gia đình phải để ý đến các em bé vì nhiều khi là các em bé là lại ăn ít quá đấy, nhiều mẹ ăn ít quá nên là phải chúng ta rất chú ý cái chế độ ăn của em bé làm sao để cho em bé nó đạt được cái chuẩn, thì cái chế độ ăn nó cũng phải phù hợp và cân đối các thành phần dinh dưỡng. Có nhiều khi là cho em bé ăn là em bé cứ giấu đi, nhưng con nhà tôi ngày xưa là cho nó ăn là nó cứ giấu đi. Có những hôm mẹ tìm mãi rất là sao ăn nhanh thế mà không hiểu tại sao mẹ vừa để một bát đã thấy hết rồi, hóa ra là tìm mãi là bạn giấu dưới gầm bàn. Đấy, bạn bảo sợ bạn không muốn ăn là bạn giấu dưới cầm bàn. Đấy. Sợ béo đúng không ạ? Sợ béo. Vâng. Có đúng là có hiện tại là có rất nhiều bạn nữ, bé gái nữ là có ý tư tưởng như thế, mà kể cả thậm chí là bạn nam nữa. Đúng không ạ? Đúng đấy ạ, bạn nam đấy, bạn là con trai đấy nhưng mà bạn ấy sợ béo là bạn ấy cũng giấu ở dưới cầm bàn mà mẹ tìm mãi mới không thấy được. Vâng. Thế nên là cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm nhất đó là những cái yếu tố quan trọng trong cái sự phát triển của chiều cao của trẻ. Thế thì đặc biệt là cái vấn đề dưỡng chất thì cần phải chú trọng bổ sung. Vậy thì bác sĩ có thể cho lời khuyên là chúng ta nên bổ sung những cái dưỡng chất nào cụ thể để phát triển chiều cao tốt nhất cho trẻ trong cái giai đoạn này không ạ? Thực ra để cho cái sự phát triển của cái dinh dưỡng cho cơ thể cũng như phát triển chiều cao thì nó cần rất là nhiều vi chất, chứ không cứ là một vi chất, và chúng ta càng cho em bé ăn nhiều các cái loại, thay đổi các cái loại thực phẩm khác nhau thì bé càng được cung cấp đầy đủ các vi chất. Và đặc biệt trong đó thì muốn có được cái hệ xương dẻo dai và bền bỉ thì dưỡng chất quan trọng nhất cũng vẫn là canxi. Chúng ta biết rằng là canxi là cái nguyên tố quan trọng nhất trong cơ thể, và ở trong cơ thể thì 99% cái lượng canxi tập trung ở xương và răng. Nhưng mà canxi thì cơ thể lại không tự sản xuất ra được, mà nó lại phải được cung cấp hàng ngày thông qua cái lượng thức ăn mà chúng ta ăn vào hoặc là thực phẩm mà chúng ta bổ sung mà có chứa canxi. Thế thì cái hàm lượng canxi là có nhiều ở trong cái tôm cua cá, nên dụ như hàm lượng canxi ở trong tép khô là có tới 2000 mg trong 100 g,
và trong cua đồng thì có đấy 5.000 mg trong 100 g, và ở trong vừng là 1.200. Thế thì khi mà một cái chế độ ăn mà không đủ thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm những chế phẩm mà nó có chứa canxi, mà đặc biệt bây giờ là khoa học cũng rất phát triển, người ta đã tìm ra những cái loại, người chế được ra những loại canxi nano, tức là những canxi mà nó có cái trọng lượng phân tử nó rất là nhỏ và nó giúp trẻ hấp thu tốt, và khi chúng ta dùng kéo dài thì nó hoàn toàn không gây biếng ăn này, ở trẻ nhỏ này không gây lắng đọng mà tại thận này, và cũng không gây nên táo bón như là những canxi thông thường khác. Thế và ngoài ra thì để cho hấp thu được canxi tốt thì lại phải cần có cái vitamin D. Vitamin D thì có rất ít ở trong thức ăn, như có ở trong trứng này, trong cá biển, trong nấm vân vân. Và chủ yếu cái lượng vitamin D là 80% cái lượng nhu cầu vitamin D cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, thì nó lại thông qua là cái hấp thu của ánh sáng mặt trời. Cho nên cái việc mà cho em bé vận động buổi sáng sớm rất là tốt, bởi vì là nó giúp cơ thể hấp thu được cái vitamin D qua da. Thế còn ngoài da thì còn có những cái chất khác như là cái MK7. MK7 cũng có ít ở trong sữa và trong phô mai và các sản phẩm lên men từ đậu nành. Thế và chúng ta phải chú ý là ngoài những cái hoạt chất chính đó ra thì cơ thể còn cần các khoáng chất khác như là đồng, kẽm này, mangan này, boron này, DHA này, rồi acid folic, rồi chondroitin. Thế thì DHA thì ngoài cái việc mà bảo vệ mắt và phát triển trí não thì còn giúp cái tăng cái khối lượng xương, và chondroitin nó giúp kích thích sụn phát triển, và nhờ đó là sụn xương nó sẽ dài ra được nhiều hơn. Cho nên chúng ta phải rất chú ý là cho em bé ăn đầy đủ các cái thành phần dinh dưỡng, chứ không phải ăn riêng một loại nào. Nhưng mà cũng có nhiều em bé là nó thích ăn một loại thôi, nó chẳng ăn loại kia. Đấy, nên những em bé mà nó như vậy thì chúng ta phải chú ý bổ sung thêm những sản phẩm mà nó có chứa canxi, vitamin D và MK7 để giúp cho xương của em bé được chắc khỏe. Dạ vâng ạ. Vậy thì những cái dưỡng chất như là canxi, vitamin D3, MK7, kẽm magie vân vân, nó có ở trong những cái sản phẩm, những cái đồ thực phẩm mà bác sĩ vừa mới chia sẻ, thế nhưng mà còn trong những cái dưỡng chất đó, nó còn trong những cái sản phẩm nào nữa không ạ? Hay là bác sĩ có thể tư vấn giúp quý vị thính giả không? Thực ra thì khi mà chúng ta cái chế độ ăn của em bé, nhất là trong cái tuổi mà tiền dậy thì như vậy, thì nhiều khi em bé phải đối mặt với rất là nhiều bài vở nữa, rồi học hành, rồi thi cử vân vân, thì nhiều khi là cái ăn uống nó cũng bị chảnh mảng, rồi ngủ nó không đủ giấc, rồi nhiều khi học hành nhiều quá cũng chẳng có thời gian để chúng ta tập luyện thể thao. Thế thì khi mà cái chế độ ăn mà nó không được cung cấp đầy đủ các vi chất thì cũng không gì bằng mà chúng ta bổ sung đến những sản phẩm mà nó chứa đầy đủ các dưỡng chất đó cho cơ thể. Thế thì trên thị trường có rất là nhiều những cái loại canxi nano, vitamin D và MK7. Ví dụ như cái Viptin chẳng hạn. Cái Viptin thì nó cũng có rất là nhiều loại chế phẩm dành cho các em bé mà từ 6 tháng cho đến tận cái tuổi dậy thì. Nên chúng ta có em nhỏ, chúng ta có thể lựa chọn những sản phẩm nó phù hợp theo cái lứa tuổi của em bé cho em bé dùng. Dạ vâng ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cái cách để dùng những cái sản phẩm dưỡng chất, bổ sung dưỡng chất cho trẻ phát triển chiều cao được không ạ? Thực ra những cái dưỡng chất để bổ sung giúp cho em bé phát triển chiều cao thì chúng ta có thể sử dụng trong một cái khoảng thời gian mà từ 8 cho đến 12 tuần thì hoàn toàn không vấn đề gì. Bây giờ cái canxi, ví dụ như cái trong cái sản phẩm Viptin chẳng hạn, thì canxi ở trong cái sản phẩm này là canxi ở dưới dạng nano, nó rất là dễ hấp thu và nó hoàn toàn không có những tác dụng phụ, không gây nên cái phản ứng cẩn thận nếu chúng ta dùng lâu dài, và cũng không gây lắng động tại ruột có thể gây nên táo bón, vì nó hàm lượng phân tử nhỏ cho nên hấp thu rất là tốt. Ngoài ra thì trong đó có chứa cả cái MK7. MK7 thì nó được làm cái sản phẩm lên men từ đậu nành, được chiết xuất theo cái phương pháp NATO của Nhật Bản, cho nên nó cũng có nguồn gốc từ thiên nhiên, cho nên nó rất là an toàn khi chúng ta sử dụng cho các em bé. Và đặc biệt là nó có chứa thêm cả cái DHA, chondroitin, kẽm, đồng, mangan, tức là có đủ các cái vi chất để cho giúp cho cái hệ xương nó phát triển tốt, không những tăng cả về cái chiều dài xương cũng như là về khối lượng xương. Khi mà chế độ ăn của em bé không mà đầy đủ thì cũng không gì tốt bằng chúng ta bổ sung thêm những sản phẩm như vậy để giúp cho em bé phát triển chiều cao một cách tối ưu. Dạ vâng, như vậy thì chăm sóc xương cho trẻ càng sớm và đúng cách, hoặc là bổ sung thêm những dưỡng chất, thì cơ hội tăng chiều cao khi trưởng thành của trẻ nó sẽ càng tối đa và hướng tới cái chiều cao chuẩn của thanh niên ở các nước phát triển. Vậy thì với những cái trẻ nhỏ hơn tuổi dậy thì thì có sản phẩm nào giúp chăm sóc xương với những cái dưỡng chất mà bác sĩ vừa mới nêu trên không ạ? Ví dụ như là ở những em bé nhỏ tuổi dậy thì ở thông thường là cái việc mà chúng ta bổ sung canxi cho em bé thì chúng ta bổ sung
thường xuyên hàng năm. Thế nhưng mà chúng ta nên lưu ý vào những giai đoạn vàng cơ thể phát triển mạnh thì chúng ta bổ sung cho em bé, vì trong những giai đoạn này là cái nhu cầu của cơ thể nó rất là cao và nhiều khi chế độ ăn thì lại không đáp ứng đủ, nhất là ở những em bé mà giai đoạn 2 là giai đoạn từ 0 cho đến 4 tuổi. Ở giai đoạn này thì em bé phát triển chiều cao rất là nhanh, nhưng mà cái giai đoạn này hệ thống miễn dịch nó chưa hoàn chỉnh, cho em bé rất dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn. Thế mà việc mắc nhiễm khuẩn lại dẫn đến là em bé biếng ăn này, rồi nó làm rồi việc mắc các bệnh nhiễm khuẩn lại phải sử dụng kháng sinh này. Việc sử dụng kháng sinh như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái hệ vi khuẩn chính trong ruột và nó dẫn đến là cũng giảm hấp thu thức ăn. Và nếu như chúng ta không để ý chăm sóc em bé thì em bé cái quá trình biếng ăn kéo dài thì nó sẽ dẫn là em bé dễ bị còi xương suy dinh dưỡng. Còi xương suy dinh dưỡng ở giai đoạn này, ở cái giai đoạn mà từ 0 cho đến 4 tuổi thì nó sẽ rất dễ bị còi cọc khi bé đến cái tuổi trưởng thành. Nên chúng ta ở cái sản phẩm Viptin thì nó cũng rất nhiều loại. Có loại Briviptin 2 dành cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi, Briviptin 3 là dành cho em bé từ 5 cho đến 9 tuổi và Viptin viên thì dành cho em bé ở cái tuổi tiền dậy thì. Vâng, vậy thì cái sản phẩm Viptin đó nó có, chúng ta có thể mua được ở các hiệu thuốc trên toàn quốc đúng không ạ? Đúng vậy. Vâng, vậy thì có cái lưu ý gì khi mà dùng những cái sản phẩm này không ạ? Chúng ta nên chú ý là khi chúng ta dùng những cái sản phẩm này thì chúng ta có thể dùng, hoàn toàn có thể dùng kéo dài và không có ảnh hưởng gì cả. Và trong một năm thì chúng ta nên bổ sung cho em một đợt, và mỗi đợt là trong khoảng 2 đến 3 tháng. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là thấu đáo từ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, bác sĩ chuyên khoa nhi đến từ Bệnh viện Saint Paul. Vâng, thưa quý vị thính giả, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình có tựa đề là gặp thầy thuốc nổi tiếng kết nối. Và ngay hôm nay, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả đầu tiên sẽ đặt câu hỏi cho thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa về cái chủ đề của chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng ngày hôm nay là nguyên nhân khiến trẻ độ tuổi dậy thì thiếu chiều cao. Vâng ạ, alo, chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng xin nghe. Alo. Vâng ạ, alo ạ. Không biết là có. Alo. Dạ vâng ạ. Vâng, tín hiệu từ phía thính giả đầu tiên là đang có một chút trục trặc rồi. Vậy thì trong khi chờ đợi tín hiệu của thính giả tiếp theo thì Mai Hương xin được gửi câu hỏi đến cho thạc sĩ Đinh Ngọc Khoa như thế này ạ. Chào bác sĩ, cháu năm nay 16 tuổi, đã có kinh nguyệt. Cân nặng hiện tại của cháu là 40kg và cao 1m52. Cháu muốn tăng chiều cao lên 1m60, có được không? Và cháu phải làm như thế nào ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin chào bạn. Bạn năm nay 16 tuổi mà cân nặng của bạn có 40 thôi và chiều cao 1m52. Thì so với chuẩn thì cân nặng và chiều cao cũng đều là không đạt. Thế và 16 tuổi thì kể cả bạn là nam hay là nữ thì cái tuổi này cũng đã là cái tuổi dậy thì rồi. Và khi bạn đã dậy thì cái chiều cao của bạn nó phát triển nó rất là chậm, tức là nó chỉ 1-2cm trong mỗi năm. Nhưng mà đương nhiên là nó cũng sẽ vẫn còn cơ hội chứ không phải là hết. Thì bạn hãy cố gắng làm sao cho một cái chế độ ăn tốt này, rồi chọn một cái môn thể thao phù hợp với mình. Những cái môn thể thao mà giúp kéo giãn như là yoga, rồi là bóng rổ này, rồi là xà đơn này, rồi bơi lội này, đạp xe này, thì tất cả những môn thể thao đấy thì đều có tác dụng giúp cho tăng chiều cao. Thì bạn hãy cố gắng làm sao luyện tập mỗi ngày dành ra một tiếng vào buổi sáng, có thể dậy sớm mình chơi thể thao buổi sáng thì nó sẽ tốt hơn, vì là ánh sáng buổi sáng nó có cả cái vitamin D, nó giúp cho cơ thể hấp thu vitamin D cần thiết cho cơ thể. Và thì ngoài ra thì 16 tuổi thì vẫn đang còn tuổi đi học, nên là cố gắng làm sao là sắp xếp cái thời gian biểu một cách hợp lý để làm sao cho 11 giờ đêm là nên đi ngủ, và buổi sáng có thể thức dậy từ 5 giờ sáng để học rồi về thể thao rồi sau đó là chúng ta đi đến trường. Thế và ngoài ra thì chú ý là bổ sung, có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm mà nó giúp cho cái hệ xương của chúng ta được chắc khỏe. Đấy là cái sản phẩm có chứa canxi, vitamin D và MK7 như là cái Viptin. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Đinh Ngọc Khoa cho bạn thính giả đầu tiên gửi thư đến chương trình. Và ngay bây giờ thì thông qua tổng đài 1900-6255 thì chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả đã kết nối máy với chương trình thành công. Alo, chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng xin nghe. Dạ, alo ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. Thính giả có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không ạ? Chị ơi, em Tinh Hưng ạ. Em đang gọi về chương trình từ Sài Gòn đấy chị. Dạ vâng ạ. Vâng. Chị ơi, hôm nay gặp bác sĩ, em muốn hỏi bác sĩ là cho bé nhà em có hai bé lớn, bé gái là
năm nay là 23 tháng rồi chị. Còn bé thứ hai là bé trai 11 tháng. Vâng ạ. Là bé gái á chị, là bé được 10,5 kg mà sao bé thấp quá. Bé chỉ có chưa được 1 mét thôi chị, tầm 90 phân thôi. Vâng, anh Hưng cứ nói đi ạ. Dạ, còn bé thứ hai thì là bé được 10 kg rồi. Mà sao bé có 70 phân à chị ơi. Bé thứ hai nhà em là bé trai mà bé sinh thiếu tháng. Là phải nằm lồng kính á gì. Mà bé sinh thiếu tháng mà lúc sinh ra được 2,3 kg á chị. Giờ bé được 10 kg rồi. Bé to con mà sao thấy nó lùn quá. Vâng. Rồi, chào bạn. Thì em bé gái nhà bạn là năm nay là 23 tháng, tức là bé được gần 2 tuổi rồi. Thế mà cái cân nặng của bạn là 12 cân đúng không ạ? Dạ, hơn 11 cân đấy bác sĩ. À, hơn 11 cân thì cái cân nặng của bạn là đạt chuẩn rồi. Chiều cao của bạn là 90 phân. Dạ. 90 phân thì bạn gái này thì cái em bé gái mà 2 tuổi mà 90 phân là em bé cao đấy mẹ nhé. 12 tuổi trung bình là trong khi em bé được 2 tuổi đấy, 23 tháng. Trẻ 23 tháng mà em bé gái thì trung bình là em bé cũng đạt là theo chuẩn quốc tế là em bé đạt là 85 phân là chuẩn, nhưng mà của nhà mình được 90 phân là cái chiều cao của bạn này là đạt rồi. Và cái cân nặng của em bé gái mà 23 tháng thì cân nặng của bạn đấy là 10, của em là 10 cân rưỡi hay là 11 cân rưỡi nhỉ? 11 cân rưỡi. 11 cân rưỡi thì cái bé gái thì cân nặng và chiều cao đều đạt chuẩn rồi nhé. Thì em cứ duy trì cái chế độ ăn nhưng mà em vẫn đang áp dụng với bé thì chị nghĩ rằng là em bé nhà em cũng sẽ phát triển tốt thôi. Thì em bé trai thì 11 tháng thì em bé này có cái tiền sử là em bé khi em bé đẻ thì bị thiếu tháng và cân nặng 2,3 kg, thì cân nặng của bạn thì nó cũng chưa đạt lúc mà so với em bé mới sinh. Thế và ở bây giờ thì em bé 11 tháng mà đạt 10 cân thì cái cân nặng của em bé cũng đạt rồi, nhưng mà cái chiều cao của em bé thì nó chưa đạt. Đối với em bé 11 cân mà 11 tháng mà em bé trai thì cái cân nặng của cái chiều cao của em bé cũng phải đạt là 75 cm. Thế thì em bé còn thiếu 5 cm như thế. Thì em bây giờ em bé được 11 tháng thì em hàng ngày không biết là có cho em bé tắm nắng không để giúp bé hấp thu vitamin D này, rồi cái chế độ ăn của em bé cũng nên, em bé đã ăn dặm rồi đúng không? Dạ bác sĩ ơi, tắm nắng thì là từ cái lúc mới sinh ra. Dạ, đã bắt đầu tắm nắng rồi. Là bác sĩ có dặn là về tắm nắng buổi sáng thì vợ chồng em cũng làm theo rồi. Ok, thế tốt còn, rồi. Còn ăn thì là sao chỉ uống sữa bác sĩ, mà cho ăn dặm là chỉ ăn được miếng hai miếng là bắt đầu nó khóc, nó phù ra, nó không ăn. Và là đổi nhiều bột với có khi nấu cả cháo mà thay nhuyễn đó bác sĩ, cũng không cho ăn, không chỉ uống ăn sữa thôi. Dạ, cái bé chị cũng vậy bác sĩ. Chị 2 tuổi nhưng mà cũng thích uống sữa. Nói chung là hai đứa bé nhà em là nó không có chơi sữa mà nó thích sữa hơn. Còn chị là không uống nước bác sĩ ơi, chỉ uống sữa thôi, cái đó có việc gì không bác sĩ nhỉ? Thực ra thì có rất nhiều bạn thích sữa, trong cứ thì con nhà em ngay cả con nhà bác nó rất thích sữa, bây giờ lớn rồi, học đại học rồi cũng vẫn là thích uống sữa. Thì trong sữa nó rất tốt vì trong sữa nó có nhiều cái, cũng có cái hàm lượng canxi, mặc dù canxi trong sữa bò, sữa công thức thì nó hấp thu nó không tốt bằng trong sữa mẹ, nhưng mà hàm lượng canxi trong sữa cũng khá là nhiều. Thế thì cái việc mà em bé thích uống sữa thì cũng hoàn toàn tốt, không vấn đề gì. Thế và em cũng phải tập cho bạn ấy ăn dặm, bởi vì rằng là nếu như mà mình cứ quá trình mà mình cứ ăn nhiều, uống nhiều sữa, mình không ăn tinh bột đấy, thì cơ thể mình nó dần dần, nó lâu dần nó cũng sẽ hạn chế tiết những cái men tiêu hóa và nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển của em bé sau này. Thế tốt nhất là em cứ tập cho em bé, thì để tập cho em bé có thói quen ăn như vậy thì nên là cho em bé ăn theo giờ. Khi mình cho em bé ăn theo giờ như vậy thì khi dạ dày nó đói, nó dạ dày nó rỗng thì nó mới có cái phản xạ lên não đói và lúc đó nó muốn ăn. Chứ nhiều khi là mình thấy em bé là không ăn, cho ăn dặm thì bạn không cho ăn 1-2 thìa bột hoặc 1-2 thìa cháo, bạn đã nhè ra hoặc bạn phun ra là mình không cho bạn ăn. Thế xong mình lại thay vào đấy bằng sữa thì là nó cơ trong dạ dày của nó cũng có thức ăn và nó cũng sẽ là dẫn đến là không chịu ăn. Cho nên làm chú ý là phải bảo mẹ em bé là cho em bé ăn theo giờ, tập dần dần và ăn ít một dần dần, và trong cái bữa bột của em bé thì cũng không nên chế nhiều các cái món rau quá. Ví dụ như là em cho em bé ăn cháo hoặc là cháo cá chẳng hạn thì em cho một loại rau cải ví dụ thế, hoặc là ăn thịt thì em cho một loại rau ngót, thêm ít cà rốt vào vân vân. Thế thì cái việc mình cho nhiều cái loại rau củ vào trong một bữa ăn thì nó sẽ khiến cho cái bát cháo hoặc cái bát bột của mình nó bị có cái mùi ngái và em bé cũng sẽ khó ăn. Thế và mình cũng hạn chế cái việc mà mình xay rau nát ra thành nước, và mình nên là thái rau nhỏ như là tấm để mình nấu vào thì nó sẽ tránh những mùi hăng, em bé sẽ dễ ăn hơn.
Thế và mình chú ý là như vậy là mình cho bé ăn theo giờ. Thì ví dụ như là chẳng hạn đến 7 giờ sáng cho bé uống sữa chẳng hạn, thì đến từ 7 giờ sáng đến 10 giờ, đến 10 giờ cho em bé ăn cháo, ăn bột, ví dụ thế. Tập dần rồi em bé nó sẽ quen dần đi em ạ. Chứ còn ngay lập tức mà mình bắt em bé ăn luôn thì nó cũng sẽ khó, nó cũng sẽ không ăn đâu. Thế thì cái gì cũng vậy, nó cũng phải có một thói quen là tập ăn dần. Thế một trong những nguyên tắc là chúng ta cho em bé ăn ít một, từ từ tăng dần, từ loãng cho đến đặc. Khi mà tập cho em bé ăn dặm mình cũng phải tập từ từ, mỗi bữa ăn ít một chứ không phải là ngay một lúc mình cho ăn cả một cái bát to luôn nhé. Dạ. Với như cô nhà em giờ mà làm sao để cho cải thiện được cái chiều cao đó, không bác sĩ nhỉ? À, em có thể bổ sung ngoài cái việc mà cái chế độ ăn mình tập lại. Vì em biết rằng là cái để cho phát triển của chiều cao thì cơ thể chúng ta cần rất là nhiều vi chất, mà trong đó canxi nó là quan trọng nhất. Thế mà em biết rồi, cơ thể mình nó không sinh được ra canxi, mà canxi này lại phải được bổ sung thông qua cái chế độ ăn của chúng ta, thông qua thức ăn. Thế mà thức ăn thì bây giờ lại ăn uống lại thất thường như vậy, thì là mà canxi trong sữa thì hấp thu nó cũng chưa đủ. Cho nên rằng là em phải chú ý là cải thiện lại cái chế độ ăn cho em bé. Có thể đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 để gặp các bác sĩ dinh dưỡng. Các bác sĩ sẽ tư vấn cách cụ thể cho em. Là một, thứ hai nữa là em có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm mà nó có chứa sẵn các vi chất canxi, vitamin D và MK7, như là cái Bodyviptin 2 cho em bé, thì để cho em bé khi bé được 11 tháng là có thể uống được rồi. Em bổ sung thêm cho em bé thì nó sẽ giúp cho em bé cái phát triển chiều cao được tốt. Vâng ạ. Xin được cảm ơn. Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ. Xin cảm ơn những tư vấn của bác sĩ Đinh Ngọc Khoa dành cho vị thính giả đầu tiên hỏi về chiều cao của con mình. Vâng, và ngay bây giờ thì cũng xin được kết nối với tín hiệu tiếp theo. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe ạ. Alo. Dạ vâng ạ. Vâng, tôi nghe đây. Vâng. Vâng, xin chào vị thính giả. Xin chào bác sĩ Hoa và xin chào chương trình ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn. Vâng, xin mời thính giả đặt câu hỏi. Vâng, thưa bác sĩ, là tôi có cháu gái năm nay 7 tuổi, cháu ngoại, cháu nội 7 tuổi, mà cháu gái 7 tuổi cao có 1m07, cân nặng có 17kg. Cháu cũng biết ăn mà nó mẹ lắm, nó phải bón cho nó, nên là không biết là bây giờ bác sĩ tư vấn có cái phương pháp nào cho ăn hay là thuốc men thế nào để cho cháu phát triển chiều cao với cân nặng. Vâng, chào anh. Thế thì em bé gái nhà mình là 7 tuổi rồi mà cân nặng có 17 tuổi và cao 107cm, thì cả cân nặng cũng như chiều cao thì bạn đều thiếu so với chuẩn. Ở chuẩn ở cái tuổi này thì phải đạt là 120cm và chiều cao phải được 22-23 cân. Thế thì cái mà đến cái tuổi 7 tuổi này rồi thì mà vẫn còn phải xúc ăn. Thì phải, đây thì vấn đề không phải điều trị cho em bé mà phải điều trị cho người lớn, những người mà chăm sóc trẻ. Nhiều khi là chúng ta, bây giờ chúng ta có rất là ít con, mỗi gia đình chỉ có từ 1-2 con thôi. Cho nên là khi mà em bé ra đời thì thực sự là em bé là một cái ông là một thiên thần của gia đình. Không thế mà lại còn là hoàng tử công chúa của cả một gia đình. Cho nên rằng là cái việc mà chúng ta quan tâm nhiều quá, chiều quá mức thì cũng sẽ dẫn đến là em bé cũng sẽ bị biếng ăn. Vì những em bé nó rất nhạy cảm, cũng như chúng ta cũng muốn được yêu chiều này, chúng ta cũng muốn được vợ thì muốn được chồng chiều, chồng muốn được vợ chiều như vậy. Thì em bé cũng rất dễ được muốn được bố mẹ chiều chuộng. Và khi mà em bé biếng ăn thì em bé sẽ lại thấy rằng là được gia đình quan tâm nhiều hơn, thì em bé lại càng biếng ăn để nhận được sự quan tâm của gia đình. Cho nên là chúng ta cũng phải rất chú ý là cái việc điều trị này lại đôi khi lại không phải nằm ở điều trị em bé mà điều trị chính người lớn chúng ta. Đấy, nên chúng ta phải rất chú ý là chúng ta bây giờ 7 tuổi rồi, cố gắng bây giờ phải dừng ngay cái việc mà bón cho bạn ấy ăn. Bón cho bạn ăn 7 tuổi rồi. Lớn quá rồi. Đấy. Thế thì ở cái tuổi này thì em bé có thể ăn những cái món mà em bé thích. Thế thì nếu mà chúng ta em bé ăn kém quá như vậy thì chúng ta phải thiết lập một cái chế độ ăn nó đặc biệt cho em bé, tức là có thể đấy là chúng ta có thể cho em bé ăn theo giờ, và nếu như bạn biếng ăn cho bạn nhịn luôn bữa đi cũng không làm sao cả. Thế thì chúng ta phải dũng cảm như vậy. Thế và cái việc của bé chê món ăn gì đấy thì chúng ta cũng không nên là ép, thứ nhất là không nên ép ăn, thứ hai là không nên la mắng trẻ. Cái việc chúng ta ép hoặc là chúng ta la mắng trẻ thì vô tình chúng ta đã thúc đẩy hành vi không nên ở em bé. Và chúng ta, cái việc chúng ta dỗ dành cũng như vậy, cái việc kể cả việc chúng ta mắng này rồi chúng ta dỗ dành em bé cho ép ăn thì đều là những cái vô tình mà chúng ta thúc đẩy hành vi không nên ở em bé. Thế thì để khuyến khích em bé ăn được thì chúng ta hãy lờ đi cái việc đấy. Nếu như bạn ấy không muốn ăn, lờ đi, cất nó đi.
cho bạn nhịn đói bữa, đến bữa sau bạn đói bạn sẽ tự ăn. Thì dần dần, tất nhiên là không phải một hôm mà được ngay, nó phải từ từ dần dần, và nó phải đòi hỏi cả cái lòng dũng cảm của ông bà và cha mẹ nữa. Nhiều khi là thấy em bé là bây giờ em bé không thấy em bé ăn, sợ nó đói, sợ nó mệt, sợ nó lả đi, là chúng ta lại ép, lại cố, là dẫn đến là bạn lại càng bị ăn nữa. Cho nên rằng là nếu mà cái tình trạng dinh dưỡng của bạn như thế này thì anh nên đưa em bé đến bác sĩ dinh dưỡng để bác sĩ sẽ tư vấn cho mình một cách cụ thể cái cách làm thế nào giúp cho bạn có thể tự giác ăn. Chứ còn như con nhà bác là 7 tuổi là tự nấu ăn rồi, chứ không phải là ngồi được bố mẹ xúc cho từng thìa đâu. Vâng, xin cảm ơn. Thế còn thuốc men thế nào ạ? Thực ra thì khi mà bé biếng ăn như thế này thì anh cũng có thể bổ sung thêm những cái sản phẩm mà giúp cho em bé nó phát triển chiều cao, như là cái Vitin. Vitin cũng có thể sử dụng được. Vâng, xin cảm ơn. Thưa bác sĩ, là chúng tôi cũng muốn cho cháu ra sinh bom, tại vì chúng tôi ở ngay quận Hà Đông thôi mà. Dạ vâng. Có ra được không ạ? Dạ được ạ. Anh có thể lúc nào anh bố trí thời gian rỗi thì anh có thể đưa cháu ra khám ạ. Các ngày thường. Các ngày thường. Còn thứ bảy chủ nhật nghỉ ạ? Dạ vâng ạ. Cả bác sĩ Hoa. Dạ. Vâng. Sinh bom tôi cũng ra mấy lần rồi. Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Xin được gửi lời chào vị thính giả vừa kết nối với chương trình. Và thưa bác sĩ, là cũng là thêm một cái trường hợp nữa mà chúng ta muốn nói đến, là cần phải thay đổi cái thói quen hàng ngày của ông bố bà mẹ, đúng không ạ? Trong việc là cho trẻ ăn, đến 7 tuổi rồi thì cũng nên là để cho trẻ nó tự lập sớm hơn. Trước đấy rất là nhiều rồi thì nhu cầu của con, lắng nghe nhu cầu của con và cũng điều chỉnh cái chế độ ăn cho nó phù hợp. Và bây giờ thì Mai Hương cũng xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo đang chờ máy của chương trình và muốn đặt câu hỏi cho bác sĩ Hoa rồi. Alo ạ, xin chào chương trình, xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, em muốn hỏi bác sĩ ba câu hỏi ạ. Một là cái bé nhà em bé nó được 19 tháng tuổi thì là nó uống cái Vitin 2 ấy, thì là uống uống một năm thì uống khoảng độ bao nhiêu lần. Đấy, là một bé nó năm nay nó 13 tuổi thì nó uống cái Vitin dạng viên ấy, thì là nó uống mỗi một năm là uống bao nhiêu lần ạ? Đấy, cả em thì nó bị hơi bị thoái hóa nó thông cổ, mà khuyến cáo là uống cái Vicodin thì là uống một năm là nó bao nhiêu lần, mà uống là uống trước bữa ăn hay sau bữa ăn ạ? Dạ vâng ạ, hỏi bác sĩ thế thôi ạ. Vâng, thực ra thì cái sản phẩm Vitin như bạn nói thì nó là một cái sản phẩm chức năng, nó có thể dùng để bổ sung hàng ngày. Nếu chúng ta có điều kiện chúng ta bổ sung hàng ngày một cái lượng nhỏ thì nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu cơ thể. Thế còn nếu chúng ta không có điều kiện, chúng ta nên bổ sung vào cái mùa đông, là cái mùa mà ít ánh sáng mặt trời, thì nó cũng sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta được bổ sung vi chất một cách tốt nhất. Thế còn thì bạn mà năm nay thì bạn đã bị thoái hóa cuộc sống thì bạn có thể bổ sung cái lượng đấy hàng ngày thì nó cũng không có vấn đề gì cả, vì là nó là cái thực phẩm chức năng, là một. Thứ hai nữa là nó lại được làm canxi ở trong cái hàm, trong cái chế phẩm này là canxi nano, cho nên bạn dùng kéo dài, hoàn bạn có thể dùng kéo dài mà nó không gây phản ứng có hại cho cơ thể. Vì kéo dài có thể là 15-12 tháng, mình uống vào độ 10 tháng được. Là bạn nên dùng một đợt từ trong khoảng từ 3 tháng. Bác nghĩ thì thế là được rồi, cộng với cái chế độ ăn, vì thực ra nếu mình dùng nhiều quá nó sẽ tốn rất là nhiều tiền. Cho nên là mình có dùng mà ngoài ra thì ngoài việc dùng đấy thì mình phải kết hợp nữa, dụ như chẳng hạn như bạn bị thoái cột sống cổ hay cột sống lưng gì đó thì bạn phải kết hợp những bài tập để dành cho những người thoái cột sống thì nó sẽ duy trì được cho bạn. Chứ nếu như mà bạn chỉ dùng thuốc này nó chỉ có giúp cho cái xương của bạn chống nhiễm xương. Là báo cáo bác sĩ là em thì tập thể dục thể thao thì hàng ngày sức khỏe thì vẫn tốt lắm, khỏe thì vẫn có thể như là thanh niên được. Thế nhưng mà mình là muốn nó uống thêm cái đấy cho nó tốt cho cái tình trạng, nó cũng hơi mỏi mỏi cổ một chút. Thì là mình uống một năm thì mình uống khoảng độ năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Hôm nay mình 46 tuổi rồi. 46 tuổi nam thì vẫn đang còn tuổi trẻ mà vẫn còn là thanh niên. Thế thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái sản phẩm Vitin để bổ sung cho cái hệ xương của mình. Thế thì Vitin bạn là mình, nhưng mình là uống cái gì nhỉ? Bạn có thể uống cái viên vững cốt cũng được, hoặc là cái viên Vitin bạn có thể uống được mà. À, vững cốt cũng uống được mà. Đúng Vitin rồi. Nó cũng như nhau ạ. Đúng rồi. Cái sản phẩm này của nó là nó toàn là sản phẩm chức năng ạ. Đúng rồi, cái này nó là cái sản phẩm chức năng, nó rất là tốt vì nó có nguồn gốc từ thiên nhiên, như là cái MK7 là nó được chế từ cái đậu nành lên men này.
và cái canxi nó là cái canxi nano nên là nó cũng rất là dễ hấp thu, cho nên là mình có thể dùng kéo dài không có vấn đề gì cả. Vâng. Có lẽ là với câu hỏi của vị thính giả vừa rồi thì chắc là cũng đã nhận được cái tư vấn, nhận được câu trả lời từ thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa rồi. Và trong những cái phút cuối của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay thì thông qua tổng đài 1900 6255 thì chúng ta cũng sẽ kết nối với một vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay để xem là câu hỏi của vị thính giả là gì. Alo ạ. Dạ alo ạ. Vâng ạ, xin chào vị thính giả và mời thính giả đặt câu hỏi cho bác sĩ Hoa. Chào bác sĩ ạ. Mình tên là Ngọc, mình là mẹ của cháu 13 tuổi. Thì cháu bé nhà mình hiện tại là cháu bị dị ứng các chất tanh, ví dụ như là cua, cá, ốc với hải sản là cháu không ăn được, mà mình cháu chỉ ăn được mỗi thịt thôi với rau. Thì mình đang lo rằng là cái phát triển với canxi của cháu ấy thì sẽ không được hiệu quả, thì mong bác sĩ tư vấn ạ. Thực ra thì có rất nhiều bạn bị dị ứng với hải sản. Vâng ạ. Thế thì cái việc mà khi chúng ta giữ hải sản thì chúng ta trong cái tôm, cua, cá thì đúng là có rất là nhiều canxi. Thế thì vâng mình ạ. Có thể tìm cái nguồn canxi bổ sung từ chỗ khác, ví dụ như là từ sữa cũng có nhiều canxi. Thế dạ. Rồi là từ thịt cũng có canxi. Thế dạ. Thì mặc dù cái hàm lượng thịt trong canxi trong thịt thì nó không nhiều lắm nhưng mà nó cũng có. Rồi là trong những thực phẩm như là vừng chẳng hạn, vừng cũng có một cái hàm lượng cái canxi cũng tương đối là cao. Dạ. Đấy, và ngoài ra thì bạn có thể bổ sung thêm cho em bé là cái sản phẩm Viptin. Trong sản phẩm Viptin đấy thì nó có chế sẵn cả canxi rồi. Canxi nano dạ. Nó rất là dễ hấp thu và nó lại cũng khi mình dùng kéo dài nó lại cũng không gây nên lắng động tại thận. Mà nhất là dạ. Con nhà bạn năm nay là 13 tuổi thì là dạ, vâng cái tuổi ạ. Mà dậy thì là cái tuổi đây là cơ hội cuối cùng để cho bé phát triển chiều cao. Thì dạ. Em có thể bổ sung thêm cho em bé cái sản phẩm canxi nữa thì em hoàn toàn yên tâm là em bé nhà mình cũng sẽ phát triển chiều cao một cách tối ưu. Không biết là bạn 13 tuổi là bạn ấy cao bao nhiêu rồi? Dạ cháu cao 1m50 ạ, nhưng mà lại nặng 53 cân ạ. À nặng 53 cân thì em bé 13 tuổi em bé là em bé gái em bé trai? Bé trai chị ạ. Em bé trai thì cái chiều cao của bạn nó cũng hơi thiếu một tí. Dạ. Bình thường là ở cái tuổi 13 là chuẩn quốc tế là phải từ 155 cho đến 157 cm, đấy là trung bình. Thế mà vâng chiều cao hơi thiếu một tí thì bạn có thể đấy bổ sung thêm những cái sản phẩm đó. Và đồng thời không biết là bạn em bé có thích chơi món thể thao nào không? Dạ em rất thích chơi bóng đá. À chơi bóng đá, môn bóng đá nó cũng tốt, nhưng mà ví dụ như những môn như bóng rổ chẳng hạn thì nó cũng sẽ giúp cho cái kéo giãn, thì nó sẽ giúp cho dạ. Phát triển chiều cao tốt hơn. Thế động viên dạ, bạn dạ. Đã chơi thêm món thể thao nữa. Vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Em đã hiểu rồi ạ. Vâng ạ. Cảm ơn vị thính giả đã gọi điện tới chương trình ngày hôm nay và cũng xin một lần nữa cảm ơn những tư vấn rất là thấu đáo đến từ thạc sĩ Đinh Ngọc Hoa trong chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Ngọc Hoa đã tham gia chương trình ngày hôm nay và xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Viptin giúp trẻ cao lớn, thông minh, tăng chiều cao của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Viptin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bao canxi nano, vitamin D3 và MK7